Hello, hello cả nhà. Chiều rảnh nha, nướng ốc bắp, ốc bu nướng nha cả nhà. Nướng thấy ăn ngon quá. Rồi mình nướng con cua luôn. Cua bự. Nướng luôn nha cả nhà. Vừa mồi nướng luôn nha. Đó, con cua luôn. Chấm đó. Chiều rảnh nha, Tết rồi. Đó, ốc bu nướng bắp. Bắp nướng luôn nha cả nhà, ngon nha. Buồn buồn làm cho tụi nhỏ nó ăn nha. Toàn là mồi nướng nha. Con cua, một con cua, còn ốc trong đây nữa, ốc bự nha, ốc bu mình bắt nha, ốc bu đồng nhà nha, không có mua nha cả nhà. Cái bắp là bà chị chi cho. Có gì ăn nấy nha cả nhà. Hello, hello cả nhà. Ngày mai em có thịt heo nhà nữa nha. Mần chia, có ai chia thì hú em. Alo, alo nha. Mần con heo một tạ nha cả nhà. Đang ăn Tết nha. Chị em nào có muốn chia thịt thì sớm nha, xong người ta chia xong hết rồi nha, còn có mấy ký. Thịt heo kho tàu nha cả nhà, ăn Tết nho nhỏ thôi nha. Nhỏ nó chạy như nhà nó hết rồi, chờ nướng, chờ nướng, tại vì trời hơi tối rồi nha, thấy mờ mờ như cái nhà. Bắp nướng rất là ngon, chỉ là thiếu hành mỡ tép vô là nhít cái nắp. Hello, hello cả nhà, trở lại vị trí cũ nha cả nhà. Nè, ốc bu nướng nha cả nhà, bắp nướng nè, còn rổ bu nè, một con cua bự nè, nướng nha, nướng hết luôn. Sẽ bỏ bài ra đây cho tụi nhỏ. Buổi chiều vui vẻ nha cả nhà. Ít có dẫn tụi nhỏ đi chơi nha. Em ở nhà em chỉ có mình làm đồ ăn thôi nha. Cho tụi nhỏ ở nhà mua về bắt đầu mình nướng hay mình làm gì đó. Cả nhà ăn chung luôn cho nó vui nha. Tụi nhỏ nó cũng thích vậy nha. Nó cũng không thích đi nha, mua về rồi làm ăn nha. Chào chị Phi Hồng. Hello, hello chị. Ngon nha, hôm qua em bắt cái nướng thử, nướng ốc bu thử, chị thấy ngon quá, cái tụi nhỏ kêu bắt nữa. Bắt nữa về nướng nữa. Em cũng đi bắt về nướng nha. Ừ. Mẹ đang quay, đúng rồi. Mày nướng chưa? Chút mày chín mày kêu con vô trỏng đi. Này là đồ nhà không nha. Có gì ăn nấy nha cả nhà. Đó, khô đó. Đó, sôi một chút nữa là nó chín này nha. Để cho nó thiệt độ chín. Lửa em cũng không có mua lửa than ấy nha. Củi nha. Nướng về thì nó ngon hơn. Con nào con nấy nè, con nào con nấy chạy bứ bự nha. Em thấy con nó đá bự mà. Con nào cũng bự đó. Ăn đã luôn. Cái này là chỉ thiếu một cái là nghe tôi nói tiêu xăm với mấy cho ấy. ngồi đây được
vô là ngon nhất cái tóc. Nhưng mà